Thầy ơi. Ok cô Di ơi. Thầy ơi, thầy cô Di ơi. Bình tĩnh thôi. Có có chị lên trả lời có đi. Cái gì cơ? Ngoài cấp ta chị có ăn gì đâu. Cô già. Em chỉ chờ nói chị Linh thôi. Con này nó hỏi thế. Tao bảo là cuối tuần này mày có về quê không? Con này chắc mày mua láo. Tao biết mày nói cái gì rồi. Trò giả vờ vãi. Mời tiếp theo. Thánh. Cái tự tin tự kiện nó phải lúc đầu, hết sức lúc đầu hả? Mời em. 60 cái. Rồi. Rồi. Nhẹ nhàng mà. Lắc không. Ăn thua gì nhỉ? Đấy ơi. Đấu ở làm 50 nhỉ? Linh 51 không? Hơn 200 mà, chị gì? À, Ngọc 250. À, chị thì 200. Thánh 250 kìa. Không có giải nên đang không giải vừa. Ai à? Thế em mời... Này đuối rồi. Có đưa bánh trưng. Giờ có bánh trưng. Có cái ngày thường mà. Em vẫn chưa tiêu. Tốt, không hay tốt. Thôi thầy. Nơi thằng Duy nó lướt qua mấy lần. Em cười. Ví dụ máy người nào. Chậm rồi. Già rồi. Còn nhiều sức. Còn già mà rồi ít tập luyện. Nên là đang làm những sự ít làm. Đi nữa cậu không làm đâu. Vì bây giờ về nhà nhà sức rồi. Mới theo. Em đi đó. Em khỏi đi đáp. Được. Giờ. Quyết đáp. Chào. Con gì nữa cãi đi, đứng cười à? Ừ, Trinh nó to thích giả trước, đá. Đó, Trinh là Trang Yên. Ngon, Trang Yên. Rồi, à, Uyên. Đá không em? Không à? Đâu. Em không khởi động, không đá đâu. Lắc cổ chân đi. Em đá rồi, đá mãi. Đá rồi, em đá rồi. Đá rồi, đá rồi. Đá rồi, đá rồi. Lắc cổ chân rồi. Đó, đá không cầu. Đều, không làm mất sức đấy. Linh cũng một nửa thôi. Em làm mới được một nửa thôi. Thôi, phải lại đi nhá. Chắc phải làm vài tháng nữa. Trời ơi, lại thế rồi. Giờ này mỡ hay dày, ta nó vận động. Có một cái nữa. Có một cái nữa. Đều vào. Chạy vô. Sắp xong rồi. Đó sao sợ không được theo. Mời Trinh. Trốn à? Dạ không, Linh bản thân vẫn đang xước về. Cái này.
Long của bạn. Nó đi học rồi. Bóng đá cái này. Nó ở nhà ấy. Nó đi học rồi. Mọi người ạ.